Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế, diễn biến nóng. Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Huế, những người lột đồ giữ tay chân và đánh vào vùng kín cô gái có thể đối diện hình phạt nào? Theo quan điểm của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, con người luôn được pháp luật bảo vệ dù nạn nhân bị đánh có đúng là tiểu tam hay không. Đánh người lột đồ và làm nhục người khác là hành vi trái pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tối 18 tháng 11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái trẻ bị lột đồ đánh hội đồng hết sức dã man tại thành phố Huế. Theo nội dung đoạn clip, cô gái trẻ bị lột sạch quần áo, trên người chỉ còn đồ nội y xộc xệch. Nạn nhân bị một nhóm 4 phụ nữ túm tóc, giữ chặt tay chân dưới đất để một gã đàn ông dàn sức đánh, tát rất mạnh vào đầu và mặt. Thậm chí gã đàn ông này còn dùng một vật lạ, được cho là giày dép, đánh vào vùng kín của cô gái, khiến nạn nhân đau đớn khóc lóc. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội làm nhục người khác nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ đánh ghen trên, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi đánh ghen và đăng tải clip trên mạng xã hội hiện nay là khá phổ biến. Sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người luôn được pháp luật tôn trọng, bảo vệ dù nạn nhân có đúng là tiểu tam hay không. Đó là hành vi trái pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ. Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, hành vi cố gắng lột đồ nạn nhân rồi quay clip của những người trong đoạn video nói trên có thể cấu thành tội làm nhục người khác. Hành vi này không chỉ đáng lên án mà còn bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết, khoản 2 điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội làm nhục người khác quy định hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có mức phạt tù lên tới 2 năm và tình tiết định khung tăng nặng là sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông phương tiện điện tử để phạm tội. Ngoài ra, nhóm đối tượng đánh ghen có hành vi gây thương tích cho cô gái như trong đoạn video clip có thể bị xử về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Với tội danh này, mức xử phạt tùy thuộc vào thương tích và các tình tiết định khung theo khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù giam. Trao đổi thêm, luật sư Tiền cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nhanh chóng, nghiêm khắc đối với hành vi kể trên để tạo sức răn đe trước tình trạng đánh ghen, quay clip diễn ra liên tục trong thời gian gần đây. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của những người có liên quan mà còn tạo dư luận xấu trong xã hội. Để hạn chế điều này, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trong việc tuân thủ pháp luật, chỉ được ứng xử trong phạm vi pháp luật không cấm, tránh phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi cho mình và lên án những hành vi trái pháp luật tương tự.